nhỏ rồng nó sẽ học chiao nó nói chị bé cu giờ mù còn bé tu miền sờ giờ tu thấy trong sống nó nè chị nay giờ coi như số này số tu thôi bé mù còn là trong sống ok nè tu thấy ha tu còn giờ tu sau sống sau coi giờ chị bé cu giờ mù còn nè chị cũng cứ cho của tu tu nó rồi bé mù thế đâu phải tiếc chứ mới rõ là giờ nhà cô cười chắc nên đâu phải mù còn lại nó trong chúng ok thế em nói cháu cũng như số này số tu cô chỉ cho cháu nó bé mù cùng tu nên giờ thế tu chính giờ người tu say trong chúng ok nữa em cháu cũng như sẽ đợi nó bé mù nó bé mù cái bé mù cô nhà để bé mù kia nói xin à thì cô nhà mình say xin na thế tại lâu thia để đã bỏ thia anh say cái xe nè hay nếu xuống bé bé sẽ được bài đọc bé phải ok nè cái chỉ tôi chân nè có tàu nó có chờ ก็ต่อที่เกี่ยวก็ต่อก็จะต่อเดี๋ยวอยู่ได้เลยคือเราต้องใช้ให้ตัวเราเนาะคือสิไปได้ที่ก็ตัวเดี๋ยวก็จะเป็นเราต้องเนี่ยเนี่ยสู้กูอยู่ได้ป่ะอีเทียนเราต้องมาต้องหันยองยองที่อยู่ห้องมุกป่านั่งแค่ในห้องเอาไปอยากเนี่ยมัวลีนเราอยู่ป่าเรายิ่งจงเกิดเลยนะ ก็อย่าเตียนนั่งก็ตัวอยู่ของจงอย่าอีนั่งอยู่อีหยามมูเราที่เลย chị cũng như là từ nó mò phụ chủ
bây giờ lên non lên là nó cái chỗ thôi đi đi chỗ sắp lờ nè nhìn cái chỗ này nè cái chỗ sắp lờ nè cũng như bây giờ trông nó ít không mở sẽ giờ cho nên cứ cho chỗ này nè nè chỗ sắp lờ nè khổng chế từ lấy ở bên nhà cha đi nọ nè cô giỏi tiệm mua muôn đi chú chống chế tí nữa cha cô cho chống chế là cô mua lấy khổng con đó hẳn là nhé khổng chế cô giỏi tiệm từ tàu lâu ná lo lo nó rồi nè cô giỏi bây giờ con rầu bị nó mò rồi chứ cái cô giỏi rầu nó nè thầy xin na thì cá xia tại lao bé của là rầu trong nó xí cứ giờ tiệc hỏi cho nói như tí cho chị trong to cô cho chơi nè chị tết cho cô chỉ cho lấy trong rầu thế là cô ni cô cho xả ly trà thế nè bé cô giờ là nó mỏ thế xí cho cô như sửa đầu là nó bé nó nè nó chị cứ giờ mình thầy xin na tại học bóng học ăn nhà cô nhà sửa cho chúng cô giờ thì chỉ muốn trông chị giờ bé cô nó mỏ tà nó chị này cô nó tà rồi rồi đi nọ nè nói rồi bây giờ nè chị lại cô về lấy khủng đón tớ rồi nè lấy trâu xa gì nhá khủng đi nó thông đủ lò mua hậu nó chạy như bà kia hậu trong hết lệ tê nè lệ có trời nhớ tọ nó như bà hết hậu trong xin nè hậu nó nè bây giờ nên cho cái chúng vì nó là cứ trong tao xịt tàu chè lại cứ chả cá sang rồi cho trong tao chia tuôn gì nữa nè nhà đi họ cho nó chè nên mua chuyện phải thế chè là vừa sang còn lửa lò hoàn chay giờ chỉ muốn thuê cháu ở đây họ chưa nhớ kia đợi tôi kể nó giữ chế cũng hoàn chay thế nên cứ cho người nào nè từ sau khổng lồ cũng chỉ cho tới giờ đi cứ lấy khổng con to người nào nè nên mà chúng sắp lời đó chỉ nói chế nên tứ nó mù ta lại tứ xí thả chuyện câu nha theo đâu bộ tứ là sợ kể nè chị lỡ cú lò chờ không là sư chị cứ lò chờ lúa tú ủa biết tụi nhận trời thì dính trần gầy yếu trâu tuần sai thế tu vào nhậm để xí mốt cho trâu hậu cứ tu lo thì nhiệt lo gầy lúa ta lan nè chị lỡ cú yếu lò chờ lúa tú khi hậu no mù cho sầu chế chị là tới rồi là cô dùng ba chị dùng mua chị là xí nữa do ai tiền rồi cô dùng lấy lô tu rong câu này nó trâu tuần xài thế tu gấu thế nào bây giờ tiền lô tu lo chị dùng nữ dân gái nhu nhu thế nào gái nhu nhu thế cho là tí tí chị trời tăng trung thế chị cầu tê cho tao này nó hết chị cứ giờ tiền tí tí chị con gái nhu nhu nè cô giờ lấy lưu tú loi hả lưu tú nói giờ cho tú về bé hôn à mơ cho nó chơi cho này nó chỉ chế lò nó chỉ là mơ chờ kia cho sập chế để chứ cứ mơ chờ cho sập lúc chế hôm nay nó hàng rồi nha lúc chín là chị lúc chín là mua thâu nhu tôi ở tới chị là cứ mua nhu cho là uống nó tại chị cứ chờ khủng cho sầu nợ sư cứ lấy khủng đau cơ thế là cứ phản ra cho lệ thế bà thế tê khủng rồi rồi lo cho nó sẽ vừa thâu bảy năm
nhớ tiền là chờ cho nó say nó lo cho nó say lo nó chỉ cứ yên thì bà thía bà bua thía bà vợ thía hồng chung xin nè thì cũng muốn chờ cho sự chi gặp ta nó chỉ lại to cứ nhớ đồ vợ tặng lo chỉ lại cũng mù là xí. Chị nói về lợi tứ trời cầu nó được xếp ta chị hậu chị nói chị cũng nhớ lợi rằng nhà tàng chúa thì rằng nhà bố chị nhớ thì rằng phi la thế nào ở tu à nhớ tàu quá tu chuyển rời tàu chị nhớ nhà bố thiết chị nhớ đó nè cái của tôi thì họ cũng hiểu mua ở tu đã lâu lợi rằng nhà tàng chúa thì nè cú giờ thì là chỉ chú muốn nên rèn chống nhở chị cú rèn ở bé lên sư giờ thì là rèn trong lên xuân thổi nên rèn cho chống hả chị xem dù la la tỏ lên là nè xí mà cú chú nên rèn chống chị tôi nãy cho đúng rồi chị cú dân tôi đã lâu nhau chị kia này cú là rèn nhà tên chúa thế rèn nhà tên chúa rèn phi lan thế nè tuần sau gì nhớ tôi mới mẹ ấy nà chỉ có giờ bay dân hờ tụi địa tên chúa cho tụi này chỉ có giờ đúc đừng thấy chúng nên mẹ ai xứ đừng thấy thức mua nha đó lại có xí rình chúa ta chị tê rậu cái nhà hàng đâu rồi lại có giờ trọt cá nữa cứ nhớ lời thứ chi dành ta chị cô tập lo mù xin nó ở là chị nhớ lời gió đua tù cái phái xìa nó nè bài xin cứ nhớ coi nhá thì tên chỗ cũng muốn đi là muốn đi tập kỹ nó nghe là chừng chi cơ cô nhớ tập kỹ nó nè cứ nhớ tè yếu mù chị tung sai cô nè cô chuẩn mê mê chị chị ta bóc chữ hết chị cô nhớ tung sai cô ấy nè để cô chấp lại đi tung sai chuẩn mê mê ha tụi bảo là giờ tụi mê mê nè hết nè cô yêu lời dễ chế tao no chị lời cô yêu bài xứ đó yêu chị hỏi nó chị đi lì lì này thế thế nào bé mông tên đó là nào bây là lúc nào cũng yêu lúc chế tua thì ạ họ luôn có nhắn đồ hỏi chai chị cũng yêu lúc tận nó nè yêu lúc nào sao cô hẹn thế nè chị giờ yêu chế đặt cá lên nó chị trời với cô cơ lên ủa chào ủa nay chúng tôi chào chào biết là sao lúc sau nó nè.
Ê lời bà dì bê cú yếu ơn xí tó thì á. Bê cú ơn xí lò lò rễ nó tó đó khả thật là mù chế bê ơn xí tó yếp đế bê mạng li. Mù chế thì á ế ơn châu nê chào phong yư. Lúc xí hợp ơn nê chào chào bê lò xa tà nò. Ơn châu nơ mà lần xí nê đùa lửa lúc xí hợp nhớ xong nê nà.